Tập 19. Đội trưởng! Đội trưởng! Chân buồn! Chỉ đạo viên của chúng ta nói gì với cậu trong phòng vậy? Vì đại đội trưởng nói gì với anh bên ngoài vậy? Tôi là tiểu đội trưởng hay cậu là tiểu đội trưởng? Anh chứ! Vậy sao cậu không phục tùng mệnh lệnh? Anh ấy nói gì với cậu? Giống hệt những gì đại đội trưởng nói với anh. Cậu biết đại đội trưởng nói gì với tôi mà nói là giống hệt. Dù sao thì... Tiểu đội trưởng, anh không về tiểu đội mà đi đâu vậy? Tôi không có việc gì nên đi dạo lung tung thôi. Cậu đi theo làm gì? Tôi cũng đi dạo. Cậu biết rồi hả? Chị đạo viên nói với tôi rồi. Lần này tiểu đội chúng ta có quyền ưu tiên chọn tân binh. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì ạ? Tôi thấy chính là dội vàng bổ sung binh lực cho tiểu đội chúng ta, huấn luyện tân binh, không quan tâm đến việc xử lý hai chúng ta nữa. Nông cạn. Chúng ta sắp đánh trận lớn đó. Vậy sao tiểu đội trưởng, với kinh nghiệm chiến đấu cách mạng nhiều năm của tôi, tiếp theo đội 6 chúng ta sẽ đảm nhiệm lực lượng quan trọng trong trận chiến mới. Tiểu đội trưởng, nói theo ý của anh, trong trận chiến tiếp theo, tiểu đội chúng ta có khả năng sẽ làm tiểu đội mũi nhọn của đại đội. Đương nhiên rồi, chờ mà xem. Chấn bu, chuyện trâu nhi cậu bỏ trốn, tôi nói cho cậu biết, cậu là tiểu đội phó thì vẫn có trách nhiệm không thể chối bỏ. Dừng, cậu hãy viết một bản kiểm điểm sâu sắc đi, rõ. Viết bằng bút lông. Tiểu đội trưởng, sao phải dùng bút lông? Tôi mượn chiếc bút nước là được. Không được. Cậu là tiểu đội phó. Chữ bằng bút lông to hơn chữ bằng nước, nhìn càng nhớ lâu hơn. Cậu không nhìn ra hả? Như vậy tôi có thể giúp cậu gây dựng uy tín trong đội 6 chúng ta. Hình như uy tín không được gây dựng nhờ vào cái này thì phải. Cậu nói gì? Không có gì, không có gì. Chạy bộ đi. Đến muộn thì lính tốt sẽ bị người ta chọn mất. Nhanh lên. Rõ. Đủ sâu sắc. Tam Lượng à, cậu đọc cho đội trưởng nghe đi. Tiểu đội trưởng, thôi chờ tiểu đội phó vậy, để anh ấy tự đọc. Không cần đâu, cậu đọc là được. Tôi thấy thái độ đội phó đối với việc nhận thức sai lầm rất nghiêm túc. Đồng Tùng Thụy, chứng bù đã nhận thức sâu sắc rồi. Sao tôi không thấy nhận thức sâu sắc của anh vậy? Không được gì anh là tiểu đội trưởng mà được đặt cách đâu nha. Đúng không Tam Lượng? Tôi cũng biết. Nhưng tiểu đội trưởng này, bản kiểm điểm của tiểu đội phó quá thật không tệ. Vừa nhìn đã biết là dồn sức dụng tâm. Cậu không sợ đắc tội lãnh đạo gì cả? Anh sợ nhưng tôi không sợ. Đúng Tùng Thụy, nhận thức sâu sắc của anh đâu? Lão Tôn, hôm nay quả nhãn kim tinh của anh đâu rồi? Anh không nhìn thấy tôi đang bị đại đội trưởng tại chạy 200 vòng à? Anh chạy 200 vòng tôi đâu có thấy đâu. Cái tôi cần là đây, bản kiểm điểm. Tiểu đội trưởng, anh cũng viết bản kiểm điểm đi. Biến đi, biến đi, mau về phòng viết đi. Tiểu đội trưởng, các đồng chí, chiến sĩ mới được đưa đến rồi. Để tôi giới thiệu với các anh. Ba người nghe khẩu lệnh của tôi. Nghiêm. Nghỉ. Ba người này ổn không? Cũng được. Chỉ là một người có thể chất hơi kém. Đứng cầm súng nửa tiếng cũng có chút không chịu nổi. Anh đã tìm hiểu tình hình của họ chưa? Đã tìm hiểu qua rồi. Điều xuất thân từ nhà nông đều có thể chịu vất vả. Chắc chắn có thể chịu vất vả. Chỉ là thiếu rèn luyện. Đây là lão chiến sĩ của tiểu đội 6 chúng ta, tên Tôn Đại Quang, cao thủ ném bơm. Sau này các anh có vấn đề gì liên quan đến ném bơm thì hỏi thẳng anh ấy là được. Các đồng chí, tên tôi là Tôn Đại Quang. Bình thường trong tiểu đội, các đồng chí đều gọi tôi một cách thân thiết là Tôn Chỉ. Phần sau thì các cậu biết rồi đó. Chỉ cần có Tôn Đại Quang tôi ở đây thì tinh thần chiến đấu của đội 6 sẽ ở đây. Đúng. Các đồng chí, đây là đồng chí Chu Tam Lượng. Tên của anh ấy được đội trưởng của chúng ta sửa lại, ý nghĩa là quân hiệu vang dội, quân ca vang dội. Tiếng pháo giải phóng toàn Trung Quốc chúng ta lại càng vang dội. Đội trưởng, trình độ của anh cao thật đấy. Tôi không biết đặt lắm. Từ từ làm quen nha. Từ từ làm quen. Các đồng chí, đây chính là tiểu đội trưởng của tiểu đội 6 chúng ta, Đổng Tùng Thụy. Chào các đồng chí. Chấn bu, Chu Tâm Lượng, đưa bọn họ về phòng sắp xếp đi. Rõ. Các đồng chí, đi theo tôi.
Lão Tôn, anh là lão đồng chí của tiểu đội 6, có kinh nghiệm dẫn binh. Tiếp theo chúng ta phải đánh một trận lớn. Anh xem ba tân binh mới đến, chẳng biết gì cả. Anh phải tăng cường huấn luyện bọn họ. Không thành vấn đề. Bạn kiểm điểm của anh đâu? Giết đi. Giết. 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 Phải dùng bắp tay kéo theo cánh tay. Dùng tư thế này ném. Lão ngu. Bộ đội sắp đi rồi, sắp đánh trận rồi. Các anh em của đội 6 đến thăm anh này. Bọn họ đến từ biệt anh. Ngu mập, bây giờ đội ngũ chúng ta đã chính thức nâng lên là đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 96, sư đoàn 32, trung đội 11, quân giải phóng nhân dân Đông Bắc. Tiểu đội 6 chúng ta vẫn là tiểu đội 6 trước đây. Anh xem. Ba người này, Dương Biển Đảm, Lý Nê Thu, Mã Cường, bọn họ đều là những đồng chí mới gia nhập của đội 6 chúng ta. Anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ kế thừa tinh thần cách mạng. Không sợ đổ máu. Không sợ hy sinh của anh. Quyết không khiến tiểu đội 6 mất mặt. Nhất định sẽ lật đổ Tưởng Giới Thạch. Nhất định sẽ lật đổ. Vì một Trung Quốc mới. Tiến lên. Tiến lên. Bộ đội nơi Đổng Tùng Thùy ở, rời khỏi các bà con ở nơi đóng quân, vẫn luôn coi như là người thân, tiến về phía tiền tuyến Long Hoa. Các chiến sĩ biết Trung Quốc mới sắp đến, thắng lợi ở ngay phía trước. Đứng lại. Bên trái quay. Chào các bà con ở thôn Tiền Ngưu. Chào. Xong. Bên phải quay. Đi đều bước.
Anh thấy sao? Quân đội 13 là đối thủ cũ của chúng ta rồi. Long Quá là cơn ngõ của Thừa Đức. Đánh được Long Quá thì chắc chắn sẽ giành được Thừa Đức. Thảo nào là phái quân đội 13. Anh xem, ở đây có quần thể lô cốt mang tính dinh cũ, do các lô cốt mẹ và lô cốt con tạo thành. Hình như có hơn 40 cái. Bên cạnh mỗi lô cốt đều có cộng sự phụ trợ phòng ngự, chướng ngại kiểu sừng hưu, trù qua mai, cả bẫy nữa. Anh xem đi, núi Lông Đầu, Đài Sơn, chúng ta đều chiếm được địa hình có lợi. Như vậy sẽ hình thành một công sự phòng ngự và hệ thống phòng ngự cực kỳ hiệu quả. Thảo nào Đám Quốc Dân Đảng lại quên quay như vậy. Lòng Quá phòng ngự nhưng tường đồng vách sắt. Tường đồng vách sắt gì chứ? Dù là đồng sắt gì tôi cũng phải phá được. Rút. Lão Triệu, Chủ tịch Mao từng dạy chúng ta, trong chiến lược phải khinh nhường kẻ địch, trong chiến thuật nhất định phải coi trọng kẻ địch. Anh phá cũng được, nhưng anh lấy gì để phá? Việc quan trọng nhất là phải lấy được bản đồ bố trí quả lực của chúng. Lô cốt ngoài thì chúng ta đã thấy, nhưng lô cốt ngầm này mà đánh nhau thì thương vong quá nặng nề. Phải đánh lô cốt thì bộc phá vô cùng quan trọng. Phải mau đánh tiến với trung đoàn, chuẩn bị đầy đủ thuốc nổ cho chúng ta. Đây là một trận ác chiến. Rốt cuộc anh nghĩ cái gì thế? Sao cứ phải làm việc mạo hiểm như vậy chứ? Chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Chuyện quan trọng hơn là lãnh đạo có thể không suy nghĩ sao? Đây là tình huống đặc biệt, xử lý đặc biệt. Bây giờ ngày tổng tiến công càng ngày càng gần. Anh bảo đến lúc đó nhờ chúng ta không lấy được bản đồ bố trí quan lực của trường trung học Long Hoa thì hậu quả chúng ta không sợ chết, không sợ hy sinh, cùng lắm chúng ta dùng người liều mạng với chúng. Nhưng anh nói mà xem, nói không chừng mấy chục khẩu súng của kẻ địch chỉ vào chúng ta thì sao? Chúng ta liều mạng với chúng nổi sao? Thế nên chúng ta không thể liều mạng với chúng, vẫn phải nghĩ kế. Tôi đồng ý với tiểu đội trưởng, trận này không thể đánh liều. Đánh liều thì cũng phải có tính toán. Các anh đúng là ăn cơm nhà nói chuyện thế giới. Chẳng phải trung đội chúng ta có đại đội trinh sát sao? Đại đội trinh sát làm gì hả? Ăn hại sao? Đại đội trinh sát mới là người phụ trách thu thập tình báo. Nhưng lần này chúng ta di chuyển đến đây, ngay cả cái bóng dáng của đại đội trinh sát cũng không thấy. Sợ là người ta có nhiệm vụ quan trọng hơn thì vẫn không đến lượt cậu. Cậu đừng quên, chúng ta là đại đội chiến đấu của bộ đội giải chiến chính quy, không phải người thu thập tình báo. Chúng ta không am hiểu về cái đó. Đừng có nóng đầu lên, cảm thấy việc mình làm cũng làm được. Tôi thấy các anh nói những chuyện này cũng chỉ vô ích. Đến cuối cùng vẫn là đại đội trưởng và chỉ đạo viên quyết định. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải nghĩ trước chứ. Phải có suy nghĩ riêng của mình, cung cấp cho đại đội trưởng và chỉ đạo viên. Nếu không chúng ta ngồi ở đây làm gì? Cứ ngồi im ở đây chờ sao? Chờ đại đội trưởng và chỉ đạo viên phân chia nhiệm vụ cho chúng ta, thế chẳng phải giống như những tiểu đội khác sao? Chúng ta phải khác với những tiểu đội khác. Chẳng phải phía trên anh có đại đội trưởng sao? Không chừng đại đội trưởng đã có chú ý rồi, nhưng không nói với anh, nên anh không biết đó. Nghe cũng đúng, nhưng đánh trận chẳng phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao? Lưu Ngọc Lâm, Ngọc Lâm nói đúng. Tôi cũng có ý này. Vừa nãy tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra câu này. Ngọc Lâm, anh thông minh quá. Tiểu đội trưởng, anh đừng vội khen tôi. Có phải anh đã có kế gì không? Nói ra mọi người nghe thử.
Đúng đó, tiểu đội trưởng. Anh mau nói cách của anh cho mọi người biết đi. Đúng vậy, đúng vậy. Anh có ý tội gì thì mau nói. Nói ra để chúng tôi bác bỏ là xong rồi. Lão Tôn, anh nói vậy là có ý gì? Đội trưởng, anh cứ nói ra đi. Thật ra tôi cũng không có cách gì cả. Tôi chỉ nghĩ là nhất định phải tìm cách để lẻn vào trong thành. Phải tìm hiểu rõ ràng. Anh xem, anh xem. Tôi đã nói là anh không có mưu cao kế hiểm gì mà lại muốn quá trang lẻn vào. Lần trước anh và nhị cẩu lẻn vào đường sân trại của Ngô Đồ Tể là vì có nhị cẩu. Bây giờ nhị cẩu không còn, anh phối hợp với ai? Anh nhìn dáng vẻ bác lộ quân của anh đi. Chưa đến cổng đã bị người ta bắt đi làm lính rồi. Đến lúc đó kẻ thù ép anh mang lựu đạn cho lô cốt thì anh sẽ thành tội nhân của cách mạng. Anh hãy nghĩ cho kỹ đi. Lão Tôn, anh nói đúng. Chắc chắn phía quân tưởng sẽ canh chừng cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng anh bảo thế này không được, thế kia không được, rốt cuộc phải làm thế nào mới được? Tuy lần này không có trâu nhị cẩu, nhưng mà chẳng phải chúng ta còn có người khác sao? Còn ai nữa hả? Mấy người của đội chúng ta đều ở đây cả. Ai làm được hả? Tôi đi cùng tiểu đội trưởng. Thôi đi, cậu không làm được, vậy thì để tôi. Tôi không làm được thì anh lại càng không. Tôi đi. Anh đi. Bình thường anh không thích nói chuyện, dễ bị lộ. Tôi nghĩ đến Tôn Chỉ đi. Tôn Chỉ khéo miệng. Đúng vậy, đúng vậy. Tôn Chỉ, anh có thể đi. Tôi không đi. Tôi có thể đi cùng. Tôi không thèm đi cùng anh ta. Tôn Chỉ, anh đi đi. Tôi không đi. Ai thích đi thì đi. Tôi còn lâu mới để người ta bắt đi làm lính, mang lựu đạn cho người ta. Tôi còn lâu mới đi. Mọi người nhanh lên nào. Chúng ta phải về đến nơi trước khi trời tối. Tú Nhi, tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng đang làm gì cả? Tam Mập, vết thương khỏi chưa? Khỏi rồi ạ. Mọi người làm việc đi. Được. Tú Nhi, tôi có việc nhờ cô. Một tiểu đội trưởng của giải phóng quân như anh mà cũng phải nhờ một người dân như tôi sao? Tôi không tin. Anh nói to lên. Tôi muốn nhờ cô làm vợ của tôi. Anh nói gì cơ? Tướng Hổ Tử, anh đã hiếp người khác. Cách mạng yêu cầu mà. Đội trưởng đội 6, ý kiến này là tiểu đội các cậu nghĩ ra sao? Là tiểu đội 6 chúng tôi họp thành thảo luận. Các cậu tích cực chủ động, chia sẻ khó khăn với tổ chức. Chúng tôi đánh giá cao. Nhưng cậu đã từng nghĩ chưa? Cậu bảo một mình cậu đóng giả thành người bán rau, lẻn vào thành Long Hoa, tìm thành viên đảng ngầm của chúng ta, lấy bản đồ bố trí quả lực gì. Cậu có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không? Cho dù cậu lẻn vào được, thì cậu đi đâu để tìm các đồng chí của đảng ngầm? Cậu đã từng nghĩ chưa? Anh yên tâm đi chứ đồng viên. Chuyện này tôi đã nghĩ từ lâu rồi. Đổng Tồn Thụy, lần này chúng ta không còn là trung đoàn hồi hương đánh Ngô Đồ Tể. Đó là quân chính quy của quốc dân đảng. Trong thời khắc căng thẳng này, báo cáo sao có thể thả cậu? Vào đi. Thủ trưởng, hai người để Đổng Tồn Thụy và Tú Nhi giả làm vợ chồng vào thành Long Hóa. Lão Triều, tôi nghĩ chúng ta không thể để bọn họ đi được. Quá nguy hiểm. Đánh trận bao nhiêu năm nay, có ngày nào không nguy hiểm? Anh nghĩ xem. Nếu chúng ta để họ đi mà bọn họ không vào được huyện thành thì phải làm sao? Cho dù vào được nhưng không liên lạc được với các đồng chí huyện thành thì phải làm sao? Cho dù họ liên lạc được với các đồng chí, lấy được bản đồ, nhưng bọn họ không thể an toàn mang được bản đồ ra ngoài thì phải làm sao? Đây đều là những vấn đề nghiêm trọng. Cũng còn hơn là bây giờ. Ít nhất còn có hy vọng. Sắp tổng tiến công rồi. Nếu thủ trưởng bảo chúng ta cường công,
Trong tay lại không có bản đồ bố trí quả lực. Anh nói xem phải làm sao. Alo. Dân. Dân, trung đoàn trưởng. Rõ. Rõ. Trung đoàn trưởng nói gì vậy? Mãi không liên lạc được với đồng chí trong thành. Anh ấy có chỉ thị mới không? Anh ấy lệnh cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào bắt đầu tổng tiến công? Nếu như cần thiết thì cường công. Đối diện có hơn 100 khẩu súng máy đó. Cả đội chúng ta chỉ có hơn 100 người. Đánh nhau cũng không đủ. Tôi không biết. Lão Triệu, anh không được đi. Đổng Tùng Thủy và Tú Nhi mạo hiểm, tôi phải đến tiễn họ. Anh bình tĩnh, tôi đã phái Tiểu Dương qua đó rồi. Cả đại đội ai đi cũng được, nhưng hai chúng ta thì không. Nhất là anh. Anh đi tức là đại đội chúng ta công khai kháng lệnh, tự ý hành động. Anh nên biết có hậu quả gì. Tôi biết các anh nghĩ gì. Sợ dĩ tôi không phản đối là vì không muốn lúc tổng tiến công nhìn thấy các đồng chí của đại đội trở thành bia ngắm của kẻ thù. Dù hậu quả là gì tôi cũng nên đi tiễn họ. Lão Triệu, anh không được hành sự theo cảm tính. Lấy đại cục làm trọng. Đại đội trưởng và chỉ đạo viên đâu? Bọn họ vừa định đi thì trung đoàn trưởng phái người xuống. Bọn họ liền cử tôi làm đại diện đến tiễn các anh. Được rồi. Anh báo đại đội trưởng và chỉ đạo viên, chúng tôi đảm bảo sẽ mang bản đồ gì, hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng báo tôi chuyển lời. Tư Hồ Tử, nhất định phải sống sót trở về. Yên tâm đi. Anh bảo đại đội trưởng và chỉ đạo viên, cứ chờ mà xem. Được. Được rồi, mọi người đi về đi. Chấn Bưu, có. Mọi gì trong tiểu đội, cậu nhất định phải làm tròn chức trách của một tiểu đội phó. Tiểu đội trưởng, anh yên tâm đi. Chờ anh trở về. Được rồi, tất cả về đi. Khoan đã, khoan đã. Có lỗ hổng. Có lỗ hổng. Tôi hỏi anh, trong giày anh có đụng cái gì? Lót giày. Tôi biết là lót giày. Ý tôi là trên miếng lót giày đó có dí cái gì? Anh xem, anh xem. Đã đảo tượng dưới thạch. Cái kia. Tiêu diệt trung đoàn Hồi Hương để thế mà được sao? Thôi được rồi, Chấn Bưu cầm gì? Không đi nữa. Tư Hồ Tử, lót vào đi. Đây chẳng phải là miếng lót dạ nguyên ương hôm đó sao? Không được, không được. Có gì mà ngại chứ, để tôi lót cho anh. Xong rồi. Được rồi, tất cả về đi. Tú Nhi, đi thôi. Vợ. Đội trưởng, chờ anh trở về. Chào. Qua đi. Đứng lại. Qua đi. Sao vậy? Đứng lại. Vào thành làm gì? Bán rau. Bán rau. Có biết bây giờ đang đánh nhau không? Ai mua rau của mày?
Biết chứ, cho dù đánh nhau thì có người ăn cơm sẽ có người mua rau. Biết kia là gì không? Đó là bọn cộng sản thăm dò tình báo. Tao thấy hai đứa mày chắc là cùng một ruột nhỉ? Không phải, không phải, chúng tôi chỉ bán rau thôi. Bọn họ... Mày là quân giải phóng. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Anh ơi, nói thật, trước kia tôi quá thật từng làm cái này, nhưng đó là ở huyện Sa Thành, làm tay sai dưới đại đội trưởng Uông. Chẳng bao lâu sau bọn cộng sản hạ được huyện Sa Thành, đám đại đội trưởng Uông cũng vì nước hy sinh. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi phải tìm một người vợ để sống. Vợ anh bị làm sao vậy? Vợ tôi đầu óc có vấn đề. Tôi muốn mau chóng bán hết số rau này để bác sĩ khám cho cô ấy. Anh cởi giày ra cho tôi xem. Không thể cởi được, tôi đi đường mồ hôi ra đầy dài, sợ hôi quá. Đừng nhiều lời, bảo anh cởi thì cởi. Được. Anh là lính đầu ngũ sao? Không phải, không phải. Sao tôi là lính đầu ngũ được? Tôi chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy. Chúng tôi, đội ngũ chúng tôi bị diệt sạch. Bị diệt sạch? Anh bị đại cộng sản bắt làm tù binh chứ gì? Không có. Sao tôi có thể bị bọn họ bắt làm tù binh chứ? Tôi sống sót từ đống người chết. Nếu không tôi cũng chết rồi. Không dễ dàng gì. Chúng tôi cực kỳ khổ sở. Tôi cũng biết chút chuyện của Sa Thành các anh. Được rồi, mau vào thành đi, mau đưa vợ anh đi chữa bệnh. Đi thôi vợ. Đi tìm bác sĩ xem sao. Đây là bản đồ bố trí quân lực của trường học Long Quá. Để an toàn thì chúng ta mỗi người một nửa. Hai đồng. Cảm ơn anh. Chàng trai, má tiên sinh mà cầu hỏi thăm đã mấy ngày nay không thấy đâu. Nhà bọn họ không có ai sao? Nhớ việc má tiên sinh làm thì có thể mang theo người nhà sau. Chưa từng thấy. Tôi làm hàng xóm với cậu ta 3 năm, chưa từng thấy cậu ta có người nhà. Vậy bình thường bạn bè có qua lại không? Nếu tôi biết thì đã báo cáo với cục, có thể lập tức nhận được 20 đồng đại dương. Tôi cũng muốn biết đây này. Cảm ơn anh. Chàng trai, nghe lời khuyên của tôi, mau ra khỏi thành đi. Sắp phong tỏa công thành rồi, muộn rồi sẽ không ra được đâu. Cảm ơn, không có gì. Phong tỏa thành rồi, phong tỏa thành rồi, phong tỏa rồi. Tư Hồ Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn chúng sắp phong tỏa rồi. Nếu chúng ta cứ thế trở về, đến lúc đó chẳng phải mọi người vẫn phải dùng mạng để liều sao? Nếu chúng ta không ra ngoài được thì sao? Tôi đang nghĩ, hai người kia đang làm gì đó? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, tao nói mấy đứa mày đấy, đang làm gì ở đây? Giờ tôi không thấy gặp người làm quan. Cô ấy thấy người làm quan lại bị kích động. Kích động dữ lắm. Anh xem, anh xem. Kích động lắm đó. Bệnh này rất nghiêm trọng, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Đứng lên. Cô ấy bị bệnh nặng lắm, tôi đưa đến bệnh viện xem sao. Đứng lên. Vợ của mày nhìn cũng xinh đấy. Tâm can của anh đúng là khiến người ta yêu thương mà.
Người đâu? Đứng lại, đứng lại. Đuổi theo. Cảm ơn nha. Không được động đậy. Cấm động đậy. Đừng sợ, vào đi. Đồng chí, anh đừng giết tôi. Tôi bị bọn chúng bắt đi làm lính mới mặc bộ quần áo này, nó nhỏ thôi. Tôi không muốn làm từ lâu rồi. Đồng chí, tôi không giấu gì anh. Tôi cũng xuất thân từ dân binh. Cha mẹ tôi chết dưới tay của người Nhật. Nói theo lời của anh thì tôi cũng có nỗi khổ. Khổ cái khỉ gì. Tướng Hồ Tử, xem ra đã cắt được đuôi chúng rồi. Phía trước chính là thành lâu. Tôi thấy không có mấy tên lính canh. Hay là chúng ta nhân lúc trời tối xông ra ngoài đi. Tôi nói này đồng chí giải phóng, các anh đừng mạo hiểm. Bên ngoài trường trung học Long Hoa, bên trong chúng tôi có ít nhất một đại đội. Các anh không thể xông ra ngoài được đâu. Mày nói bên ngoài chính là trường học Long Hoa sao? Đúng vậy. Khắp nơi đều là công, công sự phòng ngự của chúng tôi dựng. Điểm có lực thì sao? Vị trí cụ thể ở đâu? Tôi không biết. Chỉ có trưởng quan chúng tôi mới biết. Tôi chỉ biết riêng lô cốt ngoài đã có mấy chục cái. Lô cốt ngầm thì sao? Đây là bí mật tối cao. Quả lực hạng nặng của bọn mày có bao nhiêu? Tôi không biết. Chuyên đạn đã có mấy chiếc xe tải. Đồng chí, thứ bên trong này là bản đồ bố trí quả lực của trường học Long Hoa. Cầm qua đây. Tôi sẽ sắp xếp các anh xuất thành. Bản đồ còn một nửa trong một hộp diêm khác. Vì vấn đề an toàn, tôi đã tìm đồng chí khác mang nó ra khỏi thành rồi. Là bọn chúng. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tôi dù bọn chúng, các anh hãy nghĩ cách xuất hành. Đội trưởng, trâu gì cậu? Lại đây. Đội trưởng, đồ phản bội, ta bắn chết mày. Tiêu đội trưởng, tiêu đội trưởng, tôi quỳ với anh. Tôi là lính đồng ngũ, không phải là kẻ phản bội. Nhi cẩu, sao bên ngoài ồn ào vậy? Có phải là bắn người không? Đội trưởng, các anh, đồ đào ngũ, cậu khiến đội 6 mất hết cả mặt mũi rồi. Cậu đừng tưởng như vậy thì coi như là xong. Đội trưởng, anh nghe tôi nói, đừng gọi tôi là đội trưởng.
Lính đạo ngũ. Chỗ này không có gì của em. Anh đừng lắm tôi gì cậu. Tôi tưởng là bộ đội cho anh về. Thì ra anh là lính đạo ngũ sao? Rồi chạy về đây. Đồ hèn bà. Đứng lên. Đứng lên. Vào trong với tôi. Nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nói đi. Nhìn tôi làm gì? Cậu vẫn nhớ ngu mập sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói đi chứ. Chuyện của đàn ông hay để họ giải quyết. Đội ngũ chúng ta sắp không tiến lòng quá. Tôi biết. Hôm qua tôi vốn định xuất thành để tránh, nhưng chúng lại phong tỏa cổng thành. Đội trưởng, anh và Tống Nhi đến đây làm gì? Tôi phải mau chóng về đội. Không được thưa đội trưởng, cổng thành phong tỏa rồi. Sáng hôm qua chỉ cho vào mà không cho ra. Đến buổi trưa đã thành, không được vào mà không được ra. Tôi chỉ có cái mạng què này, chết ở đâu cũng được. Nhưng vì nhà, tôi cũng phải nghĩ cho cô ấy chứ. Vì cậu, sau này cậu hãy sống cho tốt cuộc đời của mình. Tiểu đội trưởng tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi gì, chúng ta đi. Tiểu đội trưởng, không được ra ngoài. Bây giờ chỗ nào cũng là người của chúng, ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt. Cảm ơn nhị nha. Chúng tôi còn có nhiệm vụ, phải nhanh chóng về đội. Không được, tôi không thể để các anh mạo hiểm. Hôm nay các anh hãy ở lại đây. Chờ ngày mai tôi bảo nhị cậu đưa hai người ra ngoài. Sao vậy? Chẳng phải anh bảo có cách để hai ta ra ngoài sao? Bây giờ đổi thành đội trưởng và Tú Nhi. Trong nhị cậu, tiểu đội trưởng có ơn với chúng ta. Anh phải biết báo ơn chứ. Không phải anh không báo ơn. Anh không có ý này. Được rồi, bây giờ thời khắc quan trọng, anh không được lùi bước. Tôi không muốn để người đàn ông của tôi làm cô hùng cả đời. Ai muốn làm cô hùng chứ? Chẳng phải vì cô sao? Nếu không bây giờ ông đây vẫn còn trong đội ngũ đó. Nếu bây giờ tôi ở trong đội ngũ, thì hôm nay còn đội trưởng đến đây sao? Đội trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa hai người ra ngoài. Tôi quen biết một đội trưởng canh giữ cổng thành, đã bàn xong giá cả với anh ta rồi. Đưa một người ra ngoài là hai đồng đại dương. Được rồi đội trưởng, tôi đi nấu cơm cho anh. Đi thôi Tú Nhi. Đội trưởng, anh đừng trách tôi. Tôi cũng có sự khó xử. Trong nhị cậu, chỉ cần cậu có thể giúp tôi và Tú Nhi rời khỏi Long Quá, thì coi như đã giúp các chiến hữu của tiểu đội 6. Nói nặng hơn chút, thì cậu cũng lập công lớn cho việc giải phóng toàn Trung Quốc.